Con trai Lan Khuê, dung mạo như bản sao của bố doanh nhân, 3 tuổi mới được mẹ làm một việc. Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn kết hôn vào năm 2018. Đến cuối năm 2019, hoa khôi Lan Khuê chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng là bé trai, được đặt tên thân mật là Connor. Con trai Lan Khuê được bố mẹ cho đi du lịch trong và ngoài nước ngay từ khi còn nhỏ, nhóc tì có khu vui chơi, đạp xe bên trong khuôn viên biệt thự. Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, thời gian đầu vợ doanh nhân John Tuấn Nguyễn chỉ úp mở hình ảnh con trai. Đa phần những khoảnh khắc liên quan đến Connor đều được chụp từ phía sau hoặc dùng biểu tượng để che khéo khuôn mặt bé. Đến mới đây, khi nhóc tì được 3 tuổi thì Lan Khuê mới lần đầu tiên đích thân khoe dung mạo của bé vào dịp sinh nhật ông xã John Tuấn Nguyễn. Con trai Lan Khuê nay đã lớn rõ, có khuôn mặt đáng yêu và như bản sao của bố doanh nhân. Bên cạnh đó, Connor còn thừa hưởng chiều cao nổi trội từ mẹ.